BBN xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một video về ghép một cây sếu và một hòn đá đây. Thì đây là một hòn đá mà em đã nhặt được trên đường Náng ở Hà Nội. Thì vô tình em đi giao hàng và nhìn thấy thì đã mang về chế tác tạo rãnh. Đây, tạo rãnh nhé các bác nhé. Tạo những đường rãnh để em sẽ gài cái cây sếu vào đây. Để sau này cây sếu nó sẽ nhè ra. Nó sẽ nhè ra ôm lấy hòn đá như này. Đây, đường đi rất là ngoằn nghèo các bác nhá. Uốn lượn. Ôm cua giống như là đường đi Hà Giang. Một con đèo ở Hà Giang này các bác nhá. Đấy. Đi rất là ngoằn nghèo khó chịu. Ôm cua đổ đèo. Đấy. Đi lên đi xuống, sang trái sang phải. Thì trong vài hôm em đã làm rãnh những đường đi gấp khúc như này. Đây, hòn đá cao khoảng hơn 1 mét các bác nhé. Rất nặng. Đó. Và giờ em sẽ đi đánh cái cây sếu mà em đã ươm lần trước để trồng và cho nó ôm vào hòn đá. Đây, cái cây sếu này em chỉ cho các bác xem. Thì đây các bác nhá, đây là những cây sếu mà em đã ươm đây. Đấy. Từ mùa đông và bây giờ là đang cũng chuẩn bị sang thu rồi, cũng chuẩn bị sang mùa đông tiếp theo nữa. Đó là gần 15, cây lên rất khỏe nhá. Đấy, tiếc là hôm nay là trời nắng Hà Nội, hôm nay là mùng 2 tháng 9 đấy, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đấy, thời tiết rất nắng luôn. Thì em có làm video này để gửi tới quý vị và các bạn xem. Em sẽ đánh một cây sếu ở đây, hay còn gọi là cơm nguội, anh em hay gọi là cơm nguội đấy, để ghép vào cái hòn đá vừa xong. Đấy, sếu, cơm nguội, lá rất đẹp coi nhá, lá rất xanh. Và rồi, giờ không dài dòng lòng vòng, em sẽ bắt đầu đi tiến hành làm cái cây sếu ôm đá để cho nó nhè ra, tạo thành một tác phẩm bonsai sau này. Chứ mà để lâu những cây sếu này nó lớn, nó to thì nó rất là cứng, mình sẽ không thể làm được. Nó rất là khó để gài vào những rãnh đường đi của hòn đá vừa xong. Đấy, thì các bác chú ý theo dõi nhé. Có gì bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông ở phía dưới để ủng hộ em. Và bình luận để góp ý kiến cho em, để em có động lực làm những video hay hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Sếu cơm nguội. Thì cũng như những lần trước các bác nhé, em cũng đã chuẩn bị những dụng cụ mà em hay làm đây, dao kìm kéo này, đặc biệt là dây rút, phải có dây rút nhựa đấy các bác nhá. Đấy, hay gọi là dây lạt nhựa này, mà hay người ta hay để thít những đường dây điện đấy. Đấy, các bác mua ở những cái cửa hàng điện là có hết. Và xốp để mình gài để cho nó giữ chặt cái ổn định cái cây sếu và hòn đá, nó không bị bung ra. Đó, những dụng cụ thô sơ thôi, đơn giản. Rồi, giờ em sẽ đi làm vào cái cây sếu và hòn đá này. Cũng khá mất nhiều thời gian các bác nhé. Các bác chú ý theo dõi. Và đây các bác nhé, em đã đánh bầu cái cây sếu con này rồi. Đây. Thì cây này cũng vẫn còn bé. Nhưng mà đối với những cái hòn đá mà rãnh nó cũng không được to. Đây là cái rãnh em làm vừa phải. Thì mình nên chọn những cây sếu nó còn non và nhỏ để nó có độ mềm, dẻo. Chứ còn cây sếu này rất giòn các bác nhé. Đấy. Cơm nguội. Nếu các bác lấy những cây mà nó to quá thì nó rất là dễ bị gãy, giòn gãy. Thì đây em chọn cái cây vừa phải và em sẽ nuôi dần, ký vào cái hòn đá này cho nó ôm đá và nó sẽ nhè dần ra, và em sẽ nuôi dần dần lên.
chứ mình làm một phát ăn ngay là cũng không được các bác nhá. Đấy, xếu, xếu đầu đỏ. Rồi, giờ em sẽ ghép cái cây xếu này vào hòn đá. Và đây các bác nhá, trong một khoảng thời gian em đã gài cái cây xếu này vào rồi. Thì cây xếu này nó còn non và nó nhỏ nên là gài rất là nhanh. Đây, những đường đi nắn nót uốn khúc. Và giờ em sẽ trồng vào cái chậu này để cho nó có cái chất ăn hơn. Thì sau này cái cây xếu nó sẽ lớn nhanh hơn, thì nó sẽ nhè nhanh và nó sẽ bám kín cái hòn đá này. Vẫn còn một chặng đường gian nan nữa để đi tới đỉnh. Đây, khi mà cây sếu nó cũng vẫn còn thấp, nó chưa đủ độ cao nên em chưa thể gài hết được. Đây, còn một chặng đường nữa các bác nhé. Ôm cua ngoằn nghèo. Và rồi trong một khoảng chắc khoảng 1 năm đến 2 năm nó sẽ lên tới đỉnh, chắc chắn là sẽ lên tới đỉnh các bác nhé. Và rồi giờ em sẽ trồng vào cái chậu này. Đây, đây cái chậu mà em đã chuẩn bị trước.
Và đây các bác nhá, trong một khoảng thời gian em đã trồng xong cái cây sếu để ôm cái hòn đá này rồi. Đây. Thì chắc phải mất khoảng 1 đến 2 năm nữa cây nó sẽ hồi phục và lên khỏe. Thì nó sẽ kín hết những cái phần mà rãnh ở hòn đá này. Thì đây chỗ này vẫn thiếu một ít. Đường đi ngoằn nghèo, uốn khúc. Đây, xỉu đấy các bác nhá. Đấy. Đi được một nửa chặng đường rồi. Và giờ em sẽ chờ một thời gian nữa. Đây, em đã trồng vào trong cái chậu này. Mất khá nhiều thời gian các bác nhá. Đấy. Hòn đá thì nhặt được. Và cây sếu thì tự đi kiếm. Không phải mua các nhá. Chỉ mỗi tội là mua chậu thôi. Chậu hơi chát. Các bác nào thích mua chậu tàu thì vào trang Facebook của bạn Phương Mưu. Bán rất nhiều. Phương Mưu Vạn Phúc Hà Đông. Đây. Đều là những cây em đi kiếm về. Thì chỗ này có một số những cây sếu mà em cũng đã đây, trồng lần trước đấy các bác nhá. Đây, nhiều anh em hỏi đây. Thì đây hai cây sếu mà em vẫn còn lại đây. Một số cây em đã bán rồi. Còn đây là những cây còn lại này. Đấy. Thì do cũng thiếu chất ăn. Em cũng ít có thời gian chăm sóc. Nên là cây nó cũng hơi còi cọc. Đây những có những cây cũng lên tốt rồi các bác nhá. Đấy. Và cũng nhè thân. Đây nó đang kín hết những cái phần mà cái rãnh này các bác nhá. Đây, một số chỗ cũng đang bắt đầu nhè này. Khi mà nó kín hết những cái rãnh mà mình muốn ký đá đấy. Đấy. Thì nó sẽ bắt đầu nhè ra. Đây những chỗ này vẫn chưa hết các bác này. Nó vẫn còn những cái rãnh. Nó chưa kín hết. Khi nào nó kín nó sẽ nhè ra các bác nhá. Đấy. Thì đây là những cái sếu mà em đã ký lần trước. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Có một số những cây mà em ký em đã bán rồi, em đã giao lưu với các anh em. Thật sự là em không muốn bán đâu nhưng mà anh em hỏi nhiều em đã giao lưu. Đấy, sếu. Tầm này thì cũng cho vào chậu có thể chơi được rồi nhưng mà em vẫn đang nuôi. Vẫn cho nó lên tốt hơn để nó cho nó nhè nhanh hơn. Khi nào nó kín những cái chỗ mình làm rãnh đấy các bác nhá. Đây. Nó vẫn còn há này. Những cái rãnh này em làm to quá nên là nó chưa được kín. Nhưng mà nó to thì khi nào cái cây nó lên nó khỏe thì nó sẽ giữ chắc hòn đá hơn. Mưa gió nó sẽ không bị bung ra và bị bật. Đấy, sếu hay là gọi là cơm nguội. Và như vậy là em đã trồng xong cái cây sếu các bác nhé. Hy vọng là các bác thích cái video này. Có gì hãy đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông ở phía dưới để ủng hộ em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và em xin kết thúc video tại đây. Chào các bác nhé.